Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên đang có mặt tại một cái nhà thờ ở quận 8. Ở đây thì Kiên cũng không biết nhà thờ tên gì nữa.
Nên là cái ở đây người ta trang trí Noel rất là đẹp quý vị ơi. Thì tiện thể là Kiên quay lại chia sẻ với tất cả quý vị luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong xem cái cách ta trang trí Noel cũng như là xem cách đi lễ đại Giáng sinh như thế nào quý vị ơi. Đây quý vị ơi, đây là cái thánh đường Nam Hải nhá, nó nằm ở cái quận 8. Đây. À, chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong khám phá nhà thờ Nam Hải quý vị ơi. Chị Noel đây rất là đẹp quý vị ơi. Đây là cái hang đá rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi lên bên trên xem cái thác nước ở đây rất là đẹp quý vị ơi. Thờ này rất là đẹp quý vị. Có một bức tượng bằng đồng này. Quý vị thấy không? Bức tượng đồng rất là to. Rất là đông quý vị ơi.